Và theo một cái dữ liệu vừa được công bố Một cái báo cáo mới Của văn phòng ngân sách quốc hội Hoa Kỳ Và được một cái mạng lưới có tên là Redstate.com Mô tả thì thưa quý vị Chính quyền Joe Biden đã lợi dụng Một cái lỗ hổng tạm tha Trong cái bộ luật nhập cư của nước Mỹ Để mà trả tự do cho hơn 6 triệu người Di dân nhập cư bất hợp pháp Vào nước Mỹ kể từ khi ông Joe Biden Nhậm chức vào tháng Giêng năm 2021 Số lượng những người Ngoại quốc bất hợp pháp vào nước Mỹ dưới thời của tổng thống Joe Biden tương đương với dân số của tiểu bang Tennessee và hiện nay đang tăng lên mỗi năm dưới thời nhiệm kỳ của tổng thống Joe Biden. Tổng thống Joe Biden và người đứng đầu Bộ An ninh nội địa ông Alejandro Mayorkas đã nhiều lần tuyên bố rằng biên giới phía Tây Nam Hoa Kỳ đã được bảo đảm an toàn. Tuy nhiên thì thưa quý vị, tuyên bố mới của cơ quan biên giới công bố ghi lại cái sự gia tăng liên tục của những người vượt biên bất hợp pháp và cái quy trình bắt và thả của chính phủ joe biden đã gây ra rất nhiều sự nguy hại cho tất cả các tiểu bang dọc theo biên giới những báo cáo mới của bộ an ninh biên giới cho biết rằng nhiều người đã cố gắng vào nước mỹ hơn và cái chính sách thả nhiều người hơn trong nội địa của nước mỹ và với cái lệnh tạm tha nhân đạo tất cả những cái điều này đã gây ra những cái vấn nạn về di dân lậu hiện nay và cái báo cáo của cơ quan biên giới cho biết dân số Hoa Kỳ sẽ tăng từ 342 triệu người vào năm 24 sẽ lên đến khoảng 383 triệu người vào năm 2054 tức là trong vòng khoảng 30 năm nữa thưa quý vị và đây là một cái tỷ lệ 0,4% tăng mỗi năm với cái sự góp phần gia tăng này đến từ cái hình thức nhập cư lậu chứ không phải là do người dân Hoa Kỳ sinh sản ở trong nước và chúng ta biết là trước đây đã có một thời kỳ Hoa Kỳ còn dễ dãi cho cái đám di dân lậu này được nhập tịch nếu gia nhập quân đội thì chúng ta thấy từ từ quân đội Hoa Kỳ không còn gốc nữa mà là những tay ở nước khác nó qua thì làm sao nó có cái lòng yêu nước thật sự được những tay này nó chỉ qua chỉ cần sống lại tại Mỹ thôi coi như đang dân di dân lậu trở thành hợp pháp thì quá sướng rồi nhưng mà nếu mà cái biện pháp đó mà dân chủ vẫn tiếp tục làm đó thì chúng ta tưởng tượng là cái đội quân nó trở thành nó đâu có dính như tới Hoa Kỳ đâu, nó gia nhập để được hưởng quyền lợi này nọ thôi. Nó sẽ không hết mình chiến đấu và nó không có lý tưởng. Và từ từ cũng không khác gì những đám lính đánh thuê. Chúng ta biết rồi, ở nước nào cũng lâu lâu cũng phải dùng cái đám lính đánh thuê cho nên Hoa Kỳ phải coi lại vấn đề đó. Và nhân cái bản tin nói về Diên Lầu chúng tôi cũng có một bản tin khá liên hệ. Tức là tôi có phát viện mới đây cho phép tuần tra biên giới cắt bỏ hàng rào thép tại Texas. Có nghĩa là sao quý vị càng cho nó vô tự do đó việc còn cắt dây thêm gai để cho tụi nó vào dễ dàng hơn nữa chúng ta hiểu là từ từ quốc gia hoa kỳ từ từ gồm toàn những thành phần đầu đầu đến không không có chính thức sống tại hoa kỳ và đi theo tiến trình bình thường tôi có phát hiện hôm thứ hai đã đồng ý tạm thời cho phép nhân viên tuần tra biên giới phải cắt bỏ các hàng rào bằng dây thép gai nơi cái quan chức texas đã dừng lên theo biên giới chúng ta cũng hiểu là bên texas thì cái ông thống đốc đó ông đã quyết tâm ông ngăn cản cản mà cho nên bây giờ họ lại kiếm cách liên bang đó họ kiếm cách dùng liên bang để cái là ra lệnh xuống đại khái vậy rồi kiện nhau lung tung thưa quý vị và và uh, chính sách ở bên trên là bây giờ tạm thời mở rộng coi như là welcome cái đám Thì đám này nó thao hồ nó vô đó các uh, bình lính đang cắt hàng rào đó quý vị theo tôi cho biết hôm thứ hai tôi có phát biểu đã ra phán quyết với năm thành Uh, năm tán thành và 4 phản đối cho phép nhân viên liên bang được loại bỏ hàng rào thép dọc biên giới miền nam tiểu bang Texas. Phán quyết này được đưa ra sau khi chính quyền Biden yêu cầu tòa án tối cao tạm dừng một phán quyết trước đó của tòa cấp dưới tạm thời ngăn chặn nhân viên liên bang không được đụng đến hàng rào thép gai trong khi tiến trình pháp lý vẫn còn đang gây tranh cãi. Trong năm thẩm phán tối cao pháp viện, đồng ý phán quyết đều trên có hai thẩm phán bảo thủ là tránh án ta biết rồi ông Robert và bà Barrett là do ông Trump tín cử vô đó quý vị kết hợp cùng ba thẩm phán cấp tiến trong đó bốn thẩm phán bảo thủ khác gồm Clarence Thomas, ông Alito và Gorsuch cũng như Kavanaugh dưới sự lãnh đạo của thống đốc Abbott đảng Cộng hòa Texas đã theo đuổi chính sách cần phải giữ an ninh biên giới đơn phương của tiểu bang và được gọi chung là ngôi sao cô đơn hành động. Cho nên tiểu bang Texas bây giờ có biển danh là ngôi sao cô đơn <laughs> Lone Star, Lone star đó, đúng <laughs> rồi Trong các biện pháp đó các quan chức Texas bao gồm việc dừng lên khoảng 110 dặm hàng rào dây thấp gai vào năm 2021 chạy dọc theo các khu đất công và tư dọc cái dòng sông Rio Grande bao gồm cả Serby Park ở Eagle Pass. Hành động của quan chức Texas đã thúc đẩy hàng loạt các cuộc chiến pháp lý giữa tiểu bang này và chính quyền Biden tại Washington. Đình điểm là vụ kiện hàng rào dây thép ai? Thẩm phán tòa sơ thẩm liên bang là Ali Moss hồi tháng 11, 2023. Mặc dù lên án chính quyền Biden vì thất bại hoàn toàn trong việc ngăn chặn vượt biên trái phép vào Mỹ, nhưng đã ra phán quyết cho rằng những cáo buộc pháp lý của Texas không thể vượt qua cái quyền miễn trừ tối cao của chính phủ liên bang trong trường hợp này. Quyền miễn trừ này được bảo vệ chính phủ liên bang khỏi các vụ kiện dân sự và truy tố hình sự và chúng ta cũng đừng quên là cái vấn đề di dân nữa bị ít siêu nó chia ra cái ít siêu về di dân thì nó lại do liên bang mới quản lý cho nên là cái cái cái, cái tiểu bang bị yếu cái điểm đó vì đây giờ đang kiện nhau rồi kháng cáo lung tung đó. sau cái tách sát kháng cáo thì tòa phúc thẩm liên bang số 5 ngày 19 tháng 12 năm 2023 đã đồng ý với yêu cầu tiểu bang tạm thời ngăn chặn các nhân viên liên bang làm hư hại phá hủy hoặc có hành vi can thiệp tương tự vào cái hàng rào dây thép gai, trong khi vụ việc này còn đang trong cái tiến trình tố tụng ngoài trừ những trường hợp cần thiết để thực hiện cấp cứu y tế. Vào ngày 2 tháng Giêng 2024, chính quyền Biden đã nộp kiến nghị lên tối cao pháp viện thúc giục các thẩm phán tạm dừng phán quyết của tòa thúc thẩm số 5. Chính quyền Biden trong hồ sơ pháp lý đó trình bày rằng không có chỉ dấu nào cho thấy rằng hàng rào dây thép gai đó đã ngăn chặn được người di cư vượt biên vào Mỹ. Đảng Cộng hòa thời gian qua đã và đang chỉ trích mạnh mẽ các chính sách nhập cư của chính quyền Biden. Biên giới miền Nam cũng đang là vấn đề nóng trong cuộc đua tranh cử vào tòa bị gốc năm 2024, thưa quý vị. Và vẫn liên quan đến các vấn đề mà di dân lậu tại biên giới Tây Nam của Hoa Kỳ và những cái vấn đề mà buôn lậu ma túy, đó thưa quý vị. Các trận chiến hiện nay đang diễn ra giữa các bọn buôn lậu ma túy như là bọn nổi tiếng nhất, đó là Sinaloa Cartel và quân đội của Mexico. À, điều này dường như đã khiến cho các thị trấn ở biên giới của Mexico đã trở thành những cái khu vực chiến sự và như lời nói của phóng viên của Newsmax TV ông Jason Jones đưa tin trong nhiều tháng vừa qua thì hiện nay à, các bọn mà buôn lậu ma túy của Mexico thì à, đại đa số chúng sử dụng các loại võ khí tân tiến của quân đội Hoa Kỳ thưa quý vị. À, các tổ chức tội phạm này được tài trợ rất là tốt để mà giúp đưa những người di cư lậu đến biên giới Hoa Kỳ tại các điểm giao cắt như là Lucvial Arizona, El Paso Texas. Hiện nay thì chúng đang tài trợ cho các tổ chức tội phạm chống lại tất cả những cái nỗ lực tuân thủ luật pháp và cái sự trật tự thay mặt cho quân đội của Mexico. Các băng nhóm chúng sử dụng các loại võ khí khác như là AK47, AR15 để mà chống lại chính quyền ở biên giới. Điều này đã gây ra các cuộc đấu súng, thậm chí khiến cho các cây cầu quốc tế phải đóng cửa trong nhiều ngày vừa qua tại khu vực Lucview từ bang Arizona nằm trong khu vực Tucson được coi là một trong những khu vực đông dân nhất ở biên giới phía Nam của Hoa Kỳ, với tổng số hơn là 300.000 lượt những người vượt biên bất hợp pháp đã tràn qua biên giới vào năm 2023, theo dữ liệu của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới như cả ông Jones và cựu quyền ủy viên của cơ quan biên giới ông Mark Morgan đã báo cáo cho Newsmax TV trong nhiều năm vừa qua rằng biên giới mở của chính quyền Joe Biden đã khiến mang lại cho các mạng lưới tội phạm ở Mexico những cái lợi nhuận khổng lồ nhiều hơn bất cứ trong các thời điểm nào từ trước cho đến nay. Thành viên của các nhóm tội phạm khủng bố hoặc là buôn lậu ma túy cartel nói thêm trong cuộc phỏng vấn rằng hiện nay những người uh, dân mexican không ai muốn làm bất cứ những công việc gì khác tại vì tất cả mọi người đều muốn uh, làm cái việc đó là giúp đỡ những người di cư bất hợp pháp tràn vào biên giới hoa kỳ tại vì đây là một những công việc rất là dễ mà kiếm được rất là nhiều tiền nhiều hơn cả tiền buôn lậu ma túy nữa thưa quý vị và hiện nay những, cái bọn, uh, những người mà di cư uh, vì có lợi hơn với uh, những cái sự việc mà buôn lậu như là buôn người buôn ma túy cho nên tất cả những cái uh, sắc dân này họ đều gom lại với nhau để mà hoạt động trong những cái vụ mà đưa người di dân lậu tràn vào biên giới hoa kỳ thưa quý vị